Hiện tại tôi đang ở trong bảo tàng lịch sử của tập đoàn Xoay Đuôi nhé. Những cái chữ trắng trắng kia là tên các nhà đầu tư được vinh danh trên trần nhà bảo tàng ạ. Và các anh chị biết trong cái căn nhà này thấy hàng hơn 100 m², nhưng mà các cái tên li ti các anh chị thấy rất chi là rộng, rất chi là dài luôn ạ. Đấy, các anh chị thấy không ạ? Bên ngăn bên kia là kia. Đấy, đây là các nhà đầu tư ở giai đoạn 1 cho đến giai đoạn 8 được vinh danh trên trần nhà bảo tàng lịch sử của tập đoàn Xoay Đuôi. Đây là cái chữ bảo tượng của các quốc gia đã tặng đây nha. Ngoái chúng tôi tặng ông Yuriki đấy. Đấy. Không biết phải trống đồng thì sao? Nhưng mà các cái bảo tượng ở đây. Và đây là các cái mô hình. Đấy. Và nó có 3 ngăn như này. Đây là các cái văn bằng giải thưởng, các cái giấy chứng nhận đấy ạ. Mà ông Yuriki đạt đấy ạ. Nếu như mà nó không thông thật thì làm sao mà được ở trên này đúng không ạ? Đây là giải thưởng hòa bình mà ông đã đi nhận ngày 11 tháng 9 năm ngoái, lúc mà chúng tôi tổ chức sự kiện này ông không sang được đấy. Đấy. Và đây là các cái vật dụng mà ông ấy cái mô phỏng. Đó, năm 1984, 85, 86, 87, 89 cho đến năm 2004 ở đằng kia. Đó. Đây, cái này nữa. Thấy không? À, dài luôn. Rất là dài, rất là nhiều. Tên của chúng ta được vinh danh trên tất cả nhà bảo tàng. Đến đây để tham dự. Đây là những cái nơi mà họ đã đầu tư đấy. Chứ không phải là chúng ta chỉ có tiền chúng ta đầu tư, hãy tiết kiệm để đầu tư các anh chị nhé. Đây là tôi mua tiền. Máy ảnh chụp tự động ạ. Mọi người ơi, máy ảnh chụp tự động đứng ở đây để chụp ảnh đi kìa. Máy ảnh chụp tự động ấy. Lại ơi, về đây. Nhưng mà không biết nó ra chỗ nào nhỉ? Máy ảnh chụp tự động ạ. Hả? Không phải. Đây là cảm biến. Cảm biến thế này. Cảm biến con tàu ấy, hiểu không? Cảm biến con tàu. Đây. Nhận diện hình anh.